Mẫu xe Zoe Z8 đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam với những option sang trọng và cao cấp. Tuy nhiên, tính năng an toàn vẫn còn là một dấu hỏi, đặc biệt những tính năng như cảnh báo va chạm sớm vẫn chưa được hãng trang bị cho chiếc xe của mình. Chính vì vậy, chủ xe Zoe Z8 đã liên hệ và trực tiếp mang xe qua showroom Thiên Minh Auto Safety tại Hà Nội để lắp đặt bộ cảnh báo va chạm sớm Movon MDAS 9. Hãy cùng tìm hiểu những tính năng đặc biệt quan trọng của bộ sản phẩm này. Hiển thị giới hạn tốc độ và nhận diện biển báo giao thông. Khi hệ thống nhận diện biển báo giới hạn tốc độ phía trước, lập tức biển báo tốc độ cho phép sẽ hiển thị trên màn hình iWatch, sau đó chuyển sang góc trái màn hình. Khi xe chạy quá tốc độ cho phép, biển báo tốc độ trên màn hình sẽ lập tức cảnh báo bằng nhấp nháy liên tục giúp cho tài xế điều chỉnh đúng tốc độ quy định, giúp tài xế không vi phạm luật giao thông và lái xe an toàn. Cảnh báo trệch làn đường. Cảnh báo trệch làn đường sẽ được điều chỉnh theo yêu cầu người sử dụng. Tốc độ kích hoạt là 30, 45, 60, 75 km/h. Với chiếc xe này đã được cài đặt bắt đầu cảnh báo ở 45 km/h. Khi xe đi dưới 45 km/h, tài xế không bật xi nhan, cảnh báo sẽ không phát ra. Khi xe đi trên 45 km/h, có hai trường hợp xảy ra. 1. Khi tài xế không bật xi nhan mà chuyển làn, hệ thống hiểu tài xế mất tập trung hay buồn ngủ, lúc này cảnh báo sẽ phát ra bằng âm thanh và rung. Riêng tính năng cảnh báo trệch làn đường này, để tránh phiền nhiễu, tài xế có thể tắt cảnh báo âm thanh và chỉ để chế độ rung. Hai, khi tài xế chuyển làn có bật xi nhan, hệ thống đã hiểu tài xế chuyển làn có chú ý, nên sẽ không đưa ra cảnh báo. Cảnh báo đâm va phía trước. Tất cả cảnh báo va chạm của Movon đều được tính toán bằng thời gian có thể dẫn đến va chạm dựa trên thuật toán tính khoảng cách giữa hai xe và vận tốc thực tế của xe mình. Đây là công nghệ độc đáo của Movon. Con mắt thứ ba có thể liên tục đo được khoảng cách đầu xe của bạn và đuôi xe phía trước. Vận tốc sẽ được lấy trực tiếp tín hiệu thông qua bộ can sensor khác hoàn toàn thiết bị khác khi lấy tốc độ bằng GPS có độ trễ và không chính xác dẫn tới vô cùng nguy hiểm. Khi hai xe trở nên quá gần so với tốc độ di chuyển,
hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo bằng hình màu đỏ và phát cảnh báo bằng âm thanh giúp tài xế kịp thời điều chỉnh khoảng cách hai xe và giảm tốc độ giúp cho tránh được tai nạn và lái xe an toàn hơn. Cảnh báo va chạm với người đi bộ và xe đạp. Khi phát hiện người đi bộ hoặc xe đạp trong tầm quét của hệ thống, trên màn hình hiển thị hình người màu xanh. Khi người đi bộ hoặc xe đạp nằm trong cùng làn đường của xe ở vùng có thể dẫn tới nguy hiểm, hệ thống sẽ lập tức cảnh báo bằng hình ảnh người đi bộ màu đỏ và kèm theo âm thanh. Cảnh báo va chạm trong đô thị. Sau khi tìm hiểu về giao thông các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, với mật độ đông đúc và phức tạp, Movon đã phát minh ra cảnh báo dành riêng cho xe đi trong khu vực đô thị. Hệ thống sẽ tính toán ở giải vận tốc từ 0 đến 30 km/h. Khi di chuyển trong đô thị, khoảng cách giữa hai xe rất ngắn, chỉ từ 2 tới 7m. Cùng với đó, vận tốc của hai xe rất thấp, chỉ từ 10 đến 20 km/h. Khi đó, thời gian dẫn tới va chạm sẽ kéo dài hơn. Nếu hai xe di chuyển ở vận tốc thấp, dù khoảng cách có gần, hệ thống vẫn tính toán đang ở khoảng cách an toàn, nên sẽ không đưa ra cảnh báo. Movon sẽ chỉ đưa ra cảnh báo khi thời gian dẫn tới va chạm của hai xe thực sự nguy hiểm. Giám sát khoảng cách và thời gian va chạm với xe phía trước. Trên màn hình sẽ hiển thị bằng số, đơn vị tính là giây.
Khi Movon phát hiện xe phía trước từ xa trên cùng làn đường của mình, hệ thống sẽ đưa ra thông báo bằng hình ảnh ô tô màu xanh. Khi trên màn hình hiển thị số giây, chính là thời gian có thể dẫn đến va chạm với xe phía trước. Lúc này hệ thống bắt đầu giám sát liên tục thời gian có thể dẫn tới va chạm của hai xe trên màn hình. Hệ thống này sẽ liên tục thay đổi dựa vào khoảng cách và vận tốc thực của xe. Khi thời gian dẫn tới va chạm ở mức nguy hiểm, trên màn hình hiển thị chuyển sang màu đỏ và cảnh báo bằng âm thanh. Hệ thống sẽ thông báo cho tài xế kịp thời điều chỉnh khoảng cách và giảm tốc, giúp lái xe an toàn hơn. Hệ thống sẽ liên tục giám sát theo thời gian thực và thông báo cho tài xế về thời gian va chạm. Thiên Minh Auto Safety, hệ thống phân phối thiết bị công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn.